Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Thần Số Gieo Hạt của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật sự vui vẻ và hy vọng rằng với nội dung ngày hôm nay, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm được thật nhiều những cái thông tin hữu ích. Và trong nội dung chính của video ngày hôm nay, xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung như sau. Tết cổ truyền, ba con giáp được thần tài chờ đón trước cửa, thăng quan phát tài trong năm Canh Tý. Những con giáp này may mắn phát tài trong cái thời gian Tết và sau đó khiến ai cũng phải ghen tị. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem chúng ta có thuộc một trong ba con giáp này hay không. Thứ nhất, xin được chúc mừng người tuổi Thị. Người tuổi Thị là con giáp ngoan cường và cũng là con giáp thông minh nhất trong số 12 con giáp, nên con đường tài vận khá tốt, luôn được người khác giúp đỡ, dễ dàng vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Và trong cái thời gian Tết Nguyên Đán thì nhờ có cát tinh lộc hân chiếu mệnh nên đường sự nghiệp của tuổi Thị tương đối hanh thông, thu nhập cũng rất trông chênh, khiến bạn dễ dàng tạo được những bước đột phá mới trong cái sự nghiệp của mình. Con giáp thứ hai là tuổi Hợi. Trời sinh những người tuổi Hợi tính tình ấm áp, thật thà, thận trọng. Các bạn luôn biết dùng sự tài trí của bản thân để giải quyết những cái việc mà mình gặp phải. Và theo tử vi chỉ rõ thì trong cái giai đoạn trước và sau Tết Nguyên Đán Canh Tý năm 2020 thì người tuổi Hợi có sao tốt chiếu mệnh nên có cơ hội gặp nhiều may mắn. Nhờ đó mà con giáp này vốn có vận thế tốt nay lại càng tốt, trở nên vượng phát hơn, nhất là về cái mặt cơ hội kiếm tiền, tiền có dư giả vào cái dịp Tết cổ truyền và trong cái năm mới này. Và trong cái thời gian này thì người tuổi Hợi sẽ có cái cơ hội thay đổi sự nghiệp, nhiều khả năng thăng tiến phát tài và có thể thoải mái vô tư sống dư giả trong cả năm Canh Tý 2020. Và tuổi thứ ba trong số con giáp cực kỳ may mắn đấy là tuổi Sửu. Và trong cái dịp Tết Canh Tý năm 2020 là một năm thực sự rất đẹp với những người sinh năm Sửu. Trong cái thời gian này, tuổi Sửu có thể đón nhận cái vận may được quý nhân phù trợ nên làm gì cũng vô cùng thuận lợi suôn sẻ. Tuổi Sửu là một con giáp chăm chỉ, chất phác, làm việc cần mẫn, không tính toán thiệt hơn nên nhiều khả năng các bạn sẽ nhận được nhiều thuận lợi từ bề trên độ trì trong cái thời gian sắp tới. Vâng, kính thưa quý anh chị và các bạn, trên đây thì quý anh chị và các bạn đã cùng chúng tôi tìm hiểu về ba con giáp cực kỳ may mắn trong Tết Nguyên Đán năm 2020 và cả về cái thời gian sau đó của năm 2020 cũng cực kỳ may mắn. Xin được cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì, xin quý anh chị hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Thần Số Gieo Hạt hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông bên dưới của chương trình để không bỏ lỡ những video hay nhất và mới nhất từ ban biên tập. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi. Xin chào.